Vào năm 1898, bạn đang tham gia cuộc khai quật ở Saqqara, nơi này không xa Cairo, địa điểm có rất nhiều ngôi mộ cổ và kim tự tháp. Bạn đang thấy như Indiana Jones và hy vọng tìm thấy điều gì đó thực sự phi thường và trở nên nổi tiếng. Vàng, bản thảo, bản đồ kho báu, xác ướp của các pharaoh nổi tiếng. Đợi đã, chim gỗ á. Bạn thật sự thất vọng vì nó trông như một món đồ chơi bình thường. Thì cũng là đồ chơi cổ, nhưng mà bình thường. Bạn chẳng hề biết rằng sẽ có người đề xuất rằng chú chim bạn tìm được thật sự là một chiếc máy bay đơn cổ xưa. Hiện vật này có biệt danh là chim Sakura, được làm từ cây sung dâu. Có thể nói rằng chú chim này có sải cánh chỉ 18cm và nặng khoảng 40g. Quả là quà lưu niệm nguyên bản hoàn hảo từ Ai Cập. Tôi có thể nói vậy, nó đã hơn 2.000 năm tuổi và trông khá đơn giản, không có bất kỳ hình chạm khắc bằng lông vũ hay đồ trang trí phức tạp nào khác. Tuy nhiên, nó có mỏ và mắt, khiến phát hiện của chúng ta trông giống một con chim ưng, biểu tượng của thần Horus. Đuôi của nó khá bất thường vì vuông vức, trông thẳng đứng một cách kỳ lạ và có vẻ như phần ngã xuống của nó là nơi dành cho một mảnh hiện đang bị thiếu. Có người thì thích khám phá bí ẩn, do đó đã có nhiều cố gắng trong việc giải thích công dụng của chú chim này. Đầu tiên, khá đơn giản, đó là một đồ vật tế lễ. Ý kiến thứ hai cho rằng, đó là món đồ chơi của đứa trẻ con nhà khá giả nào đó. Nó có thể là một loại boomerang, một khái niệm phổ biến ở Ai Cập cổ đại. Sau đó, có một giả thuyết cho rằng con chim đã sử dụng như trong chống gió. Nhưng ý này đã bị phản bác vì chú chim không có bất kỳ lỗ hoặc phần đánh dấu nào, ngoài trừ cái được làm tại bảo tàng ở Cairo để cố định nó trên gậy. Vì vậy, không có cách nào để treo nó trong quá khứ hết. Gần một thế kỷ sau khi con chim được tìm thấy, tiến sĩ Ai Cập Khalil Mesihah đã đề xuất một giả thuyết mới rằng nó có thể là mô hình của một chiếc máy bay đơn. Ông tin rằng con chim bị thiếu một chiếc đuôi nằm ngang. Mặt khác, nó có đôi cánh đặt vuông góc, tương tự như cánh của những chiếc máy bay hiện đại. Nó có thể tạo ra lực nâng khí động học cần thiết cho các chuyến bay. Tiến sĩ Mesihah cũng khẳng định rằng thời đó người ta thường đặt các mô hình thu nhỏ của các phát minh công nghệ trong lăng mộ. Vậy, có phải người Ai Cập cổ đại đã thực sự phát minh ra máy bay vào năm 200 trước công nguyên không? Điều đó sẽ khiến anh em nhà Wright, những người được coi là nhà phát minh ra ngành hàng không, thực sự khó chịu đó. Họ thực hiện một trong những chuyến bay đầu tiên vào năm 1903. Chỉ có một cách để biết chắc chắn, đó là thử nghiệm mô hình. Nhưng bạn biết đấy, bảo tàng Ai Cập ở Cairo sẽ không thể để một trong những hiện vật quý giá của họ bay lung tung như một món đồ chơi được. Đó là lý do tại sao nhà thiết kế tàu lượn Martin Richards đã chế tạo một mô hình tương tự, lần này bằng gỗ Pasa, và kết luận rằng ngay cả khi có phần đuôi máy bay, mẫu máy bay này cũng không bay được. Vậy là hết tranh luận nhỉ? Không hẳn đâu. Điều này nghe có vẻ không đủ thuyết phục đối với kênh lịch sử, nên họ đã mời chuyên gia khí động học chế tạo một bản sao khác của con chim. Ông đã thử nghiệm nó trong điều kiện thời tiết tương tự như ở Ai Cập và rất ấn tượng với khả năng của chiếc máy bay nhỏ. Vì vậy, nếu họ phát minh ra nguyên mẫu máy bay vào thời các pharaoh, thì đó sẽ là một ví dụ điển hình về opaque, tức là một hiện vật lạc thời, một đồ vật đi trước thời đại về mặt công nghệ hoặc lịch sử, và chim Sakura không phải là... Bạn đi lang thang trong rừng đã vài ngày rồi. Bạn muốn ăn, uống và ngủ. Tiếng gầm rú đáng sợ của động vật làm bạn chẳng thể nghỉ ngơi vào ban đêm. Môi trường xung quanh ẩm ướt và bạn thấy lạnh cóng. Tuyệt vọng, bạn lê bước qua các bụi rậm. Bỗng từ khóe mắt, bạn thấy có chuyển động. Ở đằng kia, sau những thân cây. Cái gì vậy chứ? Một con gấu, một con báo, hay vài con sói? Điều bạn sợ nhất chính là chạm mặt một trong những loài nguy hiểm này. Nhưng không, đây là robot cứu hộ mà người ta vẫn nhắc đến trên TV. Vài chục người máy đứng kín bãi đất trống. Chúng trông giống nhện nhưng to bằng một con chó. Hình dạng này giúp robot có thể leo cây và lên tới đỉnh núi. Cơ thể chúng có thể chịu được những cú ngã từ độ cao lớn, cũng như đối phó với thú dữ, lửa và nước. Những con nhện máy này đã tìm thấy bạn nhờ cảm biến chuyển động và những cái máy ảnh nhiệt hiện đại của chúng. Robot trong tương lai sẽ như vậy đấy. Và đây là một kiểu số robot ngày nay.
hãy gặp một chiếc gối robot mềm có đuôi. Nó có thể cử động và cong đuôi khi bạn chạm vào. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta là gì? Chiếm lấy sao hỏa sao? Tuyệt vời! Chúng ta sẵn sàng rồi đây, nhưng đợi tôi lấy gối đã nhé. Xác suất bạn muốn ăn cà chua trong khi chạy bộ là bao nhiêu? Hãy thừa nhận đi, phần trăm có lẽ là rất nhỏ. Tuy nhiên, các nhà thiết kế Nhật Bản đã chế tạo ra robot Tomatan. Bạn sẽ đeo nó trên lưng như đeo ba lô. Trong quá trình chạy, bạn chỉ cần gạt một cái cần đặc biệt là robot sẽ đưa cà chua về phía miệng bạn. Tất cả những gì còn lại mà bạn phải làm là cắn thôi. Vào giữa thế kỷ 20, nhà hóa học William Larson và Anthony Finelli đã đưa ra ý tưởng về những cái lốp khung ruột. Nó có thể có màu sơn đỏ, vàng hoặc xanh lá cây. Loại lốp xe này bán trong suốt. Các kỹ sư đã đặt 18 cái bóng đèn bên trong nó. Những người sáng tạo lốp xe đã chắc như đinh đóng cột rằng mọi người sẽ thích ý tưởng của họ. Rốt cuộc, họ có thể làm cho màu của bánh xe trùng với màu quần áo của họ. Không may là lốp xe phát sáng không bao giờ được đưa ra thị trường. Dù đẹp nhưng chúng không thực tế. Nếu lúc nào bạn cũng mang điện thoại thông minh vào phòng tắm, thì sau đây là một phát minh dành cho bạn. Nó là một chiếc bút cảm ứng được gắn vào mũi. Bạn có thể sử dụng nó để chạm vào màn hình khi ngón tay ướt. Người tạo ra thiết bị này quả quyết rằng phát minh kể trên sẽ giúp bạn làm việc năng suất hơn. Dù có thể giúp điện thoại được khô ráo, nhưng tôi lại thấy cây bút cảm ứng này sẽ khiến cổ bạn đau nhức đấy. Thế còn dụng cụ vết bờ ở dạng thỏi keo thì sao? Với phát minh này, việc làm sandwich vào buổi sáng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thử thách lớn nhất là không nhầm nó với thoi keo thật. Đã có bơ thỏi rồi thì không thể thiếu son dưỡng thịt sống khói. Sản phẩm này đang được bán trực tuyến. Hãy tưởng tượng đến cảnh bạn thoa một miếng thịt sông khói chiên lên môi trước khi đi ra ngoài nào. Không phải gu tôi, nhưng mỗi người một sở thích mà. Sau đây là cách để tạo phương tiện giao thông kỳ lạ nhất trong... Đã vớt được động cơ Antikythera từ một con tàu đắm dưới nước gần đảo Antikythera của Hy Lạp. Nó được mệnh danh là máy tính tương tự analog đầu tiên trên thế giới và hiện có niên đại khoảng 100 năm trước công nguyên. Cơ chế bằng đồng có thể cho biết vị trí của mặt trời, mặt trăng, các hành tinh và các ngôi sao, cũng như chu kỳ của mặt trăng, ngày của các lần nhật thực sắp tới và thậm chí cả tốc độ mặt trăng di chuyển trên bầu trời. Không ai chắc chắn người đã sử dụng nó là ai và nó được sản xuất như thế nào hoặc ở đâu, nhưng rõ ràng là nó cực kỳ chính xác và quá tiên tiến so với thời đại ấy. Nhà vệ sinh xả nước đầu tiên trên thế giới. Ví dụ như chiếc đĩa kim loại khác lạ này chẳng hạn. Một người dùng Internet tuyên bố đã tìm thấy vật này trong một gói khoai tây chiên giòn kem chua thông thường. Nó có số seri, trọng lượng và thông tin về loại kim loại được khắc trên bề mặt. Thật không may, nó không phải là đồng xu cổ hay nắp in giải thưởng gì hết. Đó chỉ là sơ suất trong quá trình đóng gói mà thôi. Các nhà sản xuất đặt các vật thử bằng kim loại vào một số túi để kiểm tra xem máy dò tia X của họ có hoạt động bình thường hay không. Đó là cách họ đảm bảo trong túi đồ ăn không có bất kỳ rác từ tính nào, chẳng hạn như mảnh vụn các chi tiết nhỏ trong máy móc. Kịch bản lý tưởng nhất là hệ thống TX sẽ phát hiện tất cả các gói có chứa vật thể kim loại và loại chúng ra. Nhưng rõ ràng là đôi lúc vẫn có một số gói lọt qua hệ thống này. Vì vậy, nếu bạn từng tìm thấy thứ gì đó như thế này trong túi khoai tây chiên giòn của mình, bạn nên liên hệ với nhà sản xuất để giúp họ tránh gây nguy hiểm cho người khác. Họ sẽ phải tiến hành điều tra nội bộ và sửa chữa máy dò kim loại, cũng như ghi chép lại quy trình này. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất là, túi khoai tây đó còn ăn được hay không? Chả, vẫn có thể ăn được khoai tây chiên, nhưng hãy nhớ rằng chiếc nắp đó không hoàn toàn hợp vệ sinh khi nó rơi xuống băng truyền. Dù vậy, bạn cũng không nên lo lắng. Thông thường, các nhà sản xuất sẽ gửi một vài hộp sản phẩm của họ và phiếu mua hàng thay cho lời xin lỗi. Và vì chúng ta đang nói về những vật bí ẩn liên quan đến bao bì đóng gói, bạn có biết tại sao các nhà sản xuất giày thường dán những chiếc thẻ nhỏ này vào hộp giày không? Trong một số trường hợp, chỉ là mẫu vật liệu được sử dụng để sản xuất giày. Nhưng những thẻ khác lại trông giống như món quà lưu niệm đa dụng, có thể dùng làm vật trang trí cho dây giày hoặc móc khóa, bởi vì chúng có một lỗ đặc biệt ở phía trên hoặc một đoạn xích nhỏ. Nhân tiện, thẻ giày kim loại có thể dùng cho khóa kéo trên áo khoác mùa đông hoặc túi sách. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là một cơ hội để các thương hiệu giày gợi cho khách hàng nhớ đến mình. Vì vậy, nếu bạn tìm thấy một chiếc thẻ như vậy trong hộp giày mới toanh của mình, đừng vội ném nó vào thùng rác. Có lẽ, một ngày nào đó,
bạn sẽ có thể bán đấu giá nó như một món đồ cổ điển hiếm có. Một chiếc đê tay thông thường giúp bảo vệ ngón tay khi bạn may vá. Nó trông khá nhỏ gọn và tiện lợi, nhưng còn tuyệt tác này thì sao? Liệu đây có phải là một chiếc đê tay thời Trung Cổ dành cho các hiệp sĩ, một công cụ chế biến gỗ hay một phụ kiện Halloween? Trên thực tế, đó là món đồ bảo vệ ngón tay cổ điển khi bóc vỏ ngô và thực hiện các công việc tương tự. Nó có một vòng đeo tay bằng da để cố định trên cổ tay và một dải kim loại đan vào nhau giúp cho tay có thể cử động linh hoạt. Bạn cũng có thể thấy nó được sử dụng để bảo vệ ngón tay cái khi thái thịt hoặc tách vỏ hàu, vì nó giúp người dùng tránh bị thương khi dùng các vật sắc nhọn. Thiết kế đặc biệt này đã được cấp bằng sáng chế vào đầu thế kỷ thứ 20 tại Hoa Kỳ. Hãy tưởng tượng bạn đang đi trong rừng và đối mặt với cảnh tượng này. Ai đó đã phết mỡ vào một chiếc can nhựa màu xanh, gắn vào một cái túi rồi treo lên cây. Làm như vậy để làm gì nhỉ? Đó là một chiếc bẫy ruồi hươu tự chế. Các nghiên cứu tiết lộ rằng ruồi bị thu hút nhiều hơn bởi những thứ có màu xanh lam. Vì thế, chiếc bẫy có màu xanh. Không giống như những loài ruồi thông thường, vết cắn của ruồi hươu gây đau đớn và có thể gây dị ứng và lây lan bệnh tật. Vì vậy, nếu bạn không muốn những sinh vật phiền phức này chú ý đến mình, đừng mặc trang phục màu xanh sáng khi đi bộ đường dài. Còn về chiếc túi rác phía dưới can, có lẽ là để gói bỏ chiếc can sau khi nó đã hoàn thành nhiệm vụ bắt ruồi hươu. Nào mọi người, hãy thắt dây an toàn vào nhé. Đừng quên về đầu gối của bạn. Một người dùng Internet đã nhìn thấy chiếc đai quấn đầu gối lạ thường này trên máy bay và đăng hình ảnh lên mạng để tìm hiểu mục đích của chiếc đai này. Có ai nghĩ ra gì không? Đó là dụng cụ hỗ trợ lưng ngồi với dây đai quanh đầu gối. Sản phẩm này được thiết kế để giảm bớt và ngăn ngừa tình trạng căng lưng do cúi người và khi chúng ta ngồi với tư thế không phù hợp. Khách hàng có thể sử dụng nó hàng ngày khi ngồi lái xe hoặc thoải mái hơn. Không giống như ghế làm việc, dụng cụ này khá tiện dụng và có thể mang theo người. Ngay cả các phi hành gia của NASA cũng sử dụng nó trong các nhiệm vụ ngoài không gian để chăm sóc tốt hơn cho cơ thể của họ. Bạn đã bao giờ tìm thấy một cái chai phù thủy chứa đầy những thứ bí ẩn kỳ lạ chưa? Chà, nếu câu trả lời là có lẽ bạn đã biết rằng không nên mở một chiếc lọ cũ cho đến khi bạn chắc chắn 100% rằng nó an toàn. Nhưng còn phát hiện khó hiểu này thì sao? Liệu bạn có chắc thứ màu trắng mịn này không độc hại không? Đừng lo lắng, không biết không phải lúc nào cũng có nghĩa là nguy hiểm. Đây chỉ là vài kén tằm. Một số người giữ chúng như một món quà lưu niệm từ một nhà máy sản xuất tơ tằm. Những người khác sử dụng chúng như một sản phẩm chăm sóc da ưa thích để loại bỏ mụn đầu đen và có được làn da rạng rỡ. Đây là một ví dụ khác về vật thể không xác định có hình dạng giống như cái chai. Đó có phải là một cái bẫy thần đen hay chỉ là dụng cụ với mục đích bình thường? Xin lỗi đã làm bạn thất vọng, nhưng nó chỉ là ngọn đèn dầu thôi. Trước khi mọi người bắt đầu sử dụng điện, những công cụ phức tạp nặng nề này đã giúp tạo ra ánh sáng. Một vài chiếc đèn có thiết kế phức tạp hơn những chiếc khác vì chúng có gương hoặc tấm phản chiếu gắn vào chúng hoặc các chi tiết đặc biệt để hạ nhiệt và điều chỉnh ngọn lửa. Nhưng công nghệ này vẫn còn khá dễ dàng. Dầu được đặt trong thân đèn và bấc nối qua đầu vòi. Khi bạn thắp bấc, ngọn lửa sẽ cháy ở đầu vòi. Sau đó, bạn sẽ có thể mang chiếc đèn lồng này bên mình giống như một ngọn nến nhỏ. Và bạn sẽ có ánh sáng để bắt đầu tự mình thực hiện ba điều ước của mình. Hãy chuẩn bị tinh thần vì điều tiếp theo có thể thực sự gây kích thích. Bạn có nghĩ ra đó là gì không? Một con rùa thời tiên sử, một món đồ trang sức thời trang cao cấp hay một vị khách đến từ hành tinh khác? Không, đó là răng họng của một con cá trống nước ngọt. Nhìn từ bên ngoài, cá trống trông giống như nhiều loài khác, nhưng chúng có một bộ răng giống như răng hàm, độc đáo, xếp sát nhau ở phía sau miệng. Những chiếc răng này được đặt ngay gần cổ họng. Sự hình thành răng khác nhau tùy thuộc vào loài và chế độ ăn uống của chúng. Điều này giải thích tại sao hình ảnh cổ họng đáng sợ của loài cá này trên Internet trông hơi khác một chút. Có vẻ như những chiếc răng này nhằm mục đích dọa nạt những người mắc chứng sợ lỗ tròn. Nhưng trên thực tế, chúng giúp chia nhỏ thức ăn cứng, chẳng hạn như động vật thân mềm và giáp xác. Cá trống thường tìm con mồi là những loài cá nhỏ hoặc động vật không xương sống. Phòng khách có piano ở độ cao 10.000 mét. Bạn sẽ không tin mình đang ở trên máy bay. Đó có thể là khẩu hiệu của hãng hàng không Hoa Kỳ. Họ dỡ bỏ 50 chiếc ghế ra khỏi mỗi chiếc Boeing 747 và sử dụng không gian đó để làm một phòng chờ cho hành khách. Với ghế bành, bàn cốc tay và cả một cây đàn piano điện Wurlitzer, hành khách có thể hát những bài hát yêu thích cùng với piano trong các chuyến bay dài xuyên quốc gia. Sự sang trọng cho hạng phổ thông. Đầu những năm 1980,
hãng hàng không Continental đã lắp đặt cái gọi là quán rượu Polynesian trên một số máy bay DC-10. Đó là một quầy bar nhỏ với đồ ăn nhẹ, đồ uống, bàn tròn và ghế xoay. Ngoài ra, còn có máy chơi game Pong. Continental áp dụng cách thức đáng trân trọng. Đó là loại hình sang trọng này dành cho cả khách hàng phổ thông. Hãy tưởng tượng khoang hạng nhất có gì đi nào. Ăn tối sang trọng và bay. Hãng hàng không Qantas lớn nhất của Úc tự hào có phòng chờ hạng nhất cao cấp với bếp trưởng. Hãng đã biến chiếc bom trên của chiếc 747 thành một nhà hàng đúng tiêu chuẩn. Ở đó có tất cả thức ăn ngon, đồ uống ngon và sự bầu bạn. Hoa để chứng minh một điều. Hãng hàng không Pan American World Airways đã quảng cáo chiếc 707 Clipper như một con máy không rung lắc. Họ cắm hoa tươi trên mỗi bàn để hành khách thấy rằng nước sẽ không đổ vào người họ trong suốt chuyến bay. Pan Am có hoa tươi mới hái cho đến cuối những năm 1970. Hơi nghi ngờ nếu có nhiễu động, nhưng dù sao vẫn lãng mạn chán. Giường cỡ lớn. Trong những năm 1940, mọi người đều được hưởng đặc quyền ngủ thoải mái trong suốt chuyến bay. Chiếc Boeing Stratocruise có chỗ ngồi rộng rãi và có thể biến thành chiếc giường cỡ lớn. Chiếc máy bay này thậm chí còn có phòng thay đồ rộng rãi, nơi hành khách có thể thay đồ ngủ hoặc các trang phục khác. Ôi, thời gian đã thay đổi mọi thứ. Màu sắc khác lạ. Cho đến giữa những năm 60, máy bay được sơn những màu sáng hoặc hoàn toàn không sơn. Điểm sáng duy nhất thường là một dải màu dọc theo thân máy bay. Nhưng đó không phải là máy bay của hãng Brandt International ở Mỹ. Họ đã thuê kiến trúc sư và nhà thiết kế nội thất nổi tiếng Alexander Girard để giúp máy bay của họ sáng hơn. Ông đã dùng bảng màu rực rỡ gồm các sắc thái như tím kim loại và vàng chanh. Nhưng sao phải làm công việc quét sơn kỳ lạ khi bạn có thể tạo ra những chiếc máy bay khác thường chứ, như thùng phi bay. Được gọi chính thức là Stipper Caroni, đây là một trong những chiếc máy bay buồn cười nhất trong lịch sử hàng không. Kỹ sư người Ý Luigi Stipper đã thiết kế cánh quạt bên trong thân máy bay nhìn giống cái thùng gỗ cồng kềnh này. Chiếc máy bay trông kỳ lạ này đã được chứng minh là có thể bay một cách yên tĩnh và ổn định. Hạn chế duy nhất là tốc độ. Nó không thể bay nhanh hơn 130 km/h do lực cản. Không lớn ngay cả ở những năm 30. Máy bay siêu thuyền chín cánh. Chà, bạn có thể gọi nó là gì khác sao? Tên chính thức của chiếc này là Caproni CA-60. Đúng vậy, cũng là nhà sản xuất đã làm ra chiếc thùng gỗ kỳ lạ của Luigi Stipper. Nếu bạn đang tự hỏi liệu chiếc này có thực sự bay được hay không, thì câu trả lời là không hẳn. Nó thực hiện một chuyến bay ngắn ngủi nhưng không thành công ở lần thứ hai. Giấc mơ bay qua Đại Tây Dương đã tan thành mây khói với nó. Máy bay không có cánh. Kỹ sư hàng không